Được không? Được. Đến thần thăm đã có ghi đầy đủ thông tin rồi. Thế thì hôm nay đến là đã đạt được cái ước nguyện là quay trở lại đóng góp một ít cái công sức dẫn mọi người đến thăm và cho nhiều người khác biết là ở đây. Thế thì ở đây là thông tin không cần hỏi gì thêm nữa. Thì hôm nay thì Toàn có quyên góp một ít nhu yếu phẩm từ những mạnh thường quân. Tiền mặt ở đây thì các cô chú đây gửi thêm cho cô Hồng là 3,5 triệu cộng với 11 triệu. Dạ, em gửi. Cái này là về phần tiền mặt, còn lại tả và cháo và nhu yếu phẩm là mới thanh toán cái hóa đơn, trong đây là 47,6 triệu. Dạ. Cho anh mượn điện thoại chụp lại cái hình đó. Rồi chúc cô và các ông bà được nhiều sức khỏe, tinh tấn trong con đường tu tập, nhận được nhiều điều lành trong cuộc sống, được ơn trên gia hộ. Dạ, cô có chia sẻ gì không ạ? Dạ, con thay mặt quý ngoại ở đây cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ. Các anh chị ở đây thật sự là con rất là xúc động. Dạ. Và ở đây quan trọng nhất là cho quý ngoại và bà. Dạ. Cho con mừng dữ lắm. Dạ. Con sẽ cố gắng làm tốt để đáp lại tấm lòng của thầy và của quý mạnh thường quân. Dạ, mô Phật. Con mừng dữ lắm. Dạ. Bây giờ thì Toàn phát tâm là sẽ cho nhiều người biết đến nơi này. Biết đến thôi, còn họ có phát tâm hay là đủ cái duyên hay không là cái phần sau. Nhưng mà đã đạt được cái ước nguyện đầu tiên. Dạ. 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 Dạ, đây đổi xe ISU 2 đây. Dạ, đổi xe ISU 2. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Trấn Anh và cảm ơn các anh em. Dạ. Dạ. Mình qua mình thanh toán cái này. Dạ, em chào chị. Chị bên chị Phượng. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình có tổng cộng là hàng của mình mới chở tới à. Dạ đúng rồi. Dạ bao nhiêu chị? Dạ là mọi hai thứ là 120 ạ. M là 60, L là 60 luôn. Dạ, 60 M, 60 L. Dạ, dưới ước tổng... là 200 bịch. Tổng cộng là 120 gói. 20 gói tả lớn. Dạ, đúng rồi. Và 200 bịch dưới ước. Khăn dưới ước. Dạ. Tổng cộng đây là mình 47,6 triệu. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Dạ, dạ số lượng 120 cái này và 200 khăn ước. Khăn ước là trong đây phải không chị? Dạ. Khăn ước ha, trong đây là 8 thùng với lại lẻ 8 bịch thôi. Dạ, dạ rồi, một thùng là bao nhiêu? Một thùng 200 gói. 24 gói. Dạ 24 gói. Bảo giúp ý tiền bảo. Dạ. Là 30 bịch lớn. Bao nhiêu thầy? 47,6 triệu. 47,6 triệu. Dạ. Cái hình như ở đây là 50 nè. Dạ. Rồi, để đếm cái cộng này kia. Em anh đưa từng cái. Dạ. Bao nhiêu xe? 60 túi nhỏ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Dạ, dạ em cảm ơn chị, em chào chị. Đủ không? Cái cột đó là đủ luôn phải không? Đúng. Vâng. Đếm như là cái này khoảng phải 11 triệu không? Chuyện bên đó sẽ về tổng kết sau bên đó. Dạ dạ, Toàn không phải là người tổng kết. Dạ. Dạ không sao chị, không sao chị. Dạ. Có nghĩa là cắt ngay cái đợt đó, còn cái đợt này mình hỗ trợ ở đây riêng. Dạ chị Hoa. Toàn xin phép đi một vòng. Dạ. Dạ. Mời cả nhà. Đi đây lại Quân ơi. Mẹ
các ông bà nằm như vậy, hôm bữa có một cái hình nói chung là che mặt hết rồi, thì thấy là nền gạch á, thì mọi người cũng giống như là có vẻ là lo lắng tại sao nằm nền gạch á. Thì Tàng cũng có giải thích là như vậy vệ sinh không có bị mất vệ sinh mà bị dơ, bị bệnh hơn. Có những cái trường hợp ở đây á, là nằm bất động như vậy người ta không thể làm cái gì được hết. Nếu mà nằm niệm nằm gì con cũng cho nằm rất là nhiều kiểu hả thầy? Dạ. Dạ. Thì con làm cách nào đi nữa, thí dụ ngủ đi tới sáng là ta trét cùng cái đầu mà ta cũng vẫn trét phân lên tới đầu. Phân là người ta cũng ăn vô nữa. Ăn rồi ói ra. Dạ, quý ngoại đây là người ta bệnh không à. Thành ra con phải cho nằm vậy tụi con vệ sinh mới được, chứ là mát quý ngoại sẽ đỡ lỡ. Dạ. Đỡ bị lỡ. Tại vì liệt nằm bất động không chứ. Dạ. Ai cũng mặc tả. Ở đây là hoàn toàn mặc tả. Giờ lạnh thì sao chị? Dạ, thì chiều á là mình phát mền. Dạ, chiều là phát mền, sáng mình phải gom. Cái nào ướt á là mình giặt. Còn cái nào không ướt là mình đem phơi nắng. Dạ. Chiều là phát mền, sáng đi gom. Còn khăn như vậy mình phát, vậy là chiều là mình phải gom khăn để giặt. Để mình phát cái khác. Dạ. Ở đây thì nhân lực mình nhiều không có? Dạ, 10 người. Dạ. 10 người là mình sẽ làm từ sáng tới chiều tối. Dạ, nói chung là ở đây những anh em cùng đảng cô ta hết lòng. Dạ. Ta cũng hy sinh hết mình vậy đó. Dạ. Làm phát tâm. Dạ, phát tâm. Dạ. Làm không có tiền gì hết. Dạ. Cũng như người ta sắp xếp được gia đình 3 tháng thì ta lợi ta ở tháng. Dạ. Hoặc dạ. Là người sắp xếp được năm thì ta ở năm. Dạ. Có khi cả gia đình đều ở đây tiếp cô. Dạ. Dạ. Mình cũng có cơ sở cho mọi người. Dạ, đó cái giải bên đây đó. Là dạ. Nơi ngủ lại, ở lại. Ở lại. Dạ, dạ. Mình đây 10 phòng. Người đó mình cùng nấu ăn luôn. Dạ đúng rồi, dọn dẹp nấu ăn, thay tả tắm rửa. Dạ, cùng người đó. Còn giờ là cũng có 10 người để tiếp. Còn hồi đó là cũng có mình cô với chú thôi. Nó sẽ vất vả hơn rất là nhiều. Gần đây thì đồng đạo người ta cũng thương. Thấy chăm quý ngoại miễn phí thì người ta cũng lại tiếp mình miễn phí. Dạ. 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 Từ ở đây tới cái hàng rào đó thầy là dạ. Liệt hết. Dạ, mặt dạ. Hết. Dạ. Con mời thầy. Một lần ngồi như vậy, ngày với đêm là 5 tấm tả. Nguyên một ngày là 5 tấm tả. Một đêm 5 người. Dạ, một người ạ. Tại vì mình ngủ giờ đêm tả. Là vợ chồng con thức dậy là để khai tả hai, một lần. Một loạt. Dạ. Và sáng 4 giờ rưỡi là có đồng đạo một tiếng là ở như vậy. Dạ. Là 4 rưỡi thay tắm. Dạ. Là để thay để cho người ta ăn sáng. Dạ. Rồi thay ở trong mình hay không? Mỗi cái cử động mà có gây cự. Ta liệt không mà ta đâu có cự gì đó. Dạ. Dạ. Ta nằm người ta đâu có cự gì được. Dạ. Mà mới là người ta quen là nó còn đỡ. Đầu vô là người ta phải xé tả, người ta chép cùng đầu cùng một. Dạ. Cả tháng vậy đó. Vất vả cả tháng người ta mới quen. Sau một tháng người ta quen với lại cô Phật, dạ. Ta hiền bớt à. Dạ. Ngày là thứ năm tạ, làm giao quốc ngoại. Chào đẹp trai, chào đẹp trai. Để ông anh. Dạ. Ở đây, là, bên đây còn hai người liền. Dạ. Ở đây hết chỗ rồi, mà đeo qua hồi nãy. Dạ. Chào em bơi. Dạ rồi. Bắt tay anh. Dạ. Em mua cho con tặng. Dạ, em bắt hình anh. Dạ. Mua cho em khăn. Mua cho gì ạ? Khăn. Dạ khăn, dạ dạ em có mua khăn. Mỗi cô này xưng Tiết Nhung phải không ạ? Dạ. Dạ con chào Mô Phật. Mấy cụ này. Mấy cụ ở đây lâu chưa ạ? Thầy hỏi ngoại ở. Dạ, ngoại ở lâu chưa ạ? Dạ. Dạ dạ con hai lơ hết. Dạ thấy thần sắc của các cụ các bà rất là tươi ạ. À. Dạ. Dạ.
nhờ cô hai á. Dạ dạ. Dạ nói nhờ con cũng quan cho con ngoại cũng có quý thầy cũng có quý mạnh thường quân tiếp sức con mới lo quý ngoại. Thì đúng rồi cũng có những chức chức dạ, vô. Dạ. Dạ. Con chúc ngoại các cụ các cô chú nhiều sức khỏe. Dạ, à, tâm an trí sáng luôn ngủ ngon chú rồi em chúc mẹ nhiều sức khỏe dạ mang phát tài phát đạt dạ từ thiện làm từ thiện dạ dạ con cảm ơn mô Phật sao còn hai mấy người nè dạ hàng ngày cũng ngoài ra đây để niệm Phật dạ dạ Từ đi. Toàn bộ đi ăn chay hết. Dạ. Cho nhà, cho khách ở lại. Khách hoặc là những người mà đến phát tâm đến đây giúp. Hàng ngày đi bán vé số mà cũng có thân. Bây giờ vậy nhờ cô là giúp giùm cái ông đó. Yeah. Mà tại vì nó khó là lúc đầu là chồng con không chịu. Yeah. Chồng con xin con cắt cái nhà đó xong rồi con xin chồng con chăm quý ngoại chồng con không cho. Yeah. Nó khó là như vậy. Sợ chú sợ cô cực. Dạ đúng không? Dạ. Chồng con sợ con cực. Tại con nhà con thì em thì đông. Yeah. Rồi con chăm em xong rồi cái có chồng. Có yeah. chồng rồi cài để đi làm giàu cũng đã cực rồi. Cực dữ lắm, thì giờ nếu như con cắt được cái nhà thì chồng con cũng mừng lắm rồi. Giờ con xin đi nuôi ngoại nữa thì anh nói thôi chắc nuôi chết luôn chứ đâu có ngày nào mà được sung sướng. Anh phản đối dữ lắm, anh nói 100%, 100% thì cũng không được. Tại vì lúc đó là con cho học trên Biên Hòa. Rồi con đi hàng ngày, chồng con chở đi thăm con á. Con về đây con buôn bán là chừng tuần lễ là con phải lên ở với con một hai bữa vậy đó. Thì con thấy quý ngoại đi mót bịch rồi đi bán vé số rồi ngồi trong mấy cái hốc á. Yeah. Con mới xin chồng con cho con nuôi những ngoại đó mà con muốn con tự tay con chăm. Yeah. Chồng con nói không cái gì được nuôi nít đi nó càng ngày càng lớn. Em nói nuôi người già dễ lắm sao, già bệnh rồi già chết rồi già sinh tật nó đủ thứ hết á, giờ về pháp lý nữa không được à, nhưng mà làm như con có duyên với quý ngoại vậy đó. Yeah. Trước mặt anh thì con dạ, còn không có anh thì con rủ. Dạ. Yeah. Đầu tiên nhất là con rủ được một bà là cái chỗ đó con học mà có một cái bì xong nữa bà. Yeah. Ra đó bà ngồi bà khóc, con mới hỏi làm sao cô khóc, cái bà ngoại nói là hồi đó giờ là ngoại cũng như hồi đó là ngoại là giống như là như cô như diện gì đó. Yeah. Ngoại cũng không có người thân. Yeah. Rồi lớn lên ngoại tự sống cứ đi rài đây mai đó vậy đó. Yeah. Rồi lớn một rồi... cuộc đời cô độc. Dạ. Rồi giờ già giờ giúp việc không được rồi làm việc không hiệu quả người ta không cho ở nữa giờ không biết ở đâu mà ngồi sát bị xong chỗ con học á. Rồi con sợ ngoại nghĩ quẩn ngoại đi xuống sông mình lúc đó là con sợ vậy. Con nói thôi ngoại về ở với con đi rồi ăn chay với con thì nhà con thì chỉ hai vợ chồng hai đứa con là học trên Biên Hòa ngay chỗ ngoại ở đó. Ngoại chịu liền à, ngoại nói thấy ăn uống không quan trọng miễn có chỗ ở là ngoại mừng. Rồi thì ngoại mừng thì con thì con sợ lúc đó là con lo, lúc thấy cảnh ngoại thì mình không nghĩ gì tới ông chồng hết. Nhờ khi ngoại chịu rồi thì mình nghĩ dắt về nhà anh không biết anh có huynh trợn không. Dạ. Dạ rồi cái con từ Biên Hòa mà con dắt ngoại đi về dưới đây mà con lúc nào con cũng cầu nguyện đức thầy Bồ Tát, con người nào con biết là con mời hết, con giái hết vậy đó để cho về đừng la. Phải la thì sợ tổn thương bà cụ này mà vợ chồng sùm nữa. Dạ. Thì con giái hoài vậy đó, cái con dắt về mà linh lắm á. Mình dắt về thì chồng con đang lo nhà
em dắt tới cửa cái con thì chồng con thấy con đi thì cũng thưa, phải đi thì cũng thưa anh em đi, mà đi đâu cũng vậy, giờ cũng vậy, em thưa anh em mới về. Cái con dắt thêm bà cụ nữa, cái anh ngó con rồi anh ngó bà, cái thôi anh làm thinh rồi con thấy có lý rồi, mốt cái con dắt thêm bà, mốt con dắt thêm bà, con làm bốn người ở chung nhà anh yên đu à, anh không có la con miếng nữa. Cái có khi anh vui con hỏi sao anh không cho mà em làm, anh không la nó hết nói nổi à, cũng như con mình vậy đó, mình dạy nó không nghe cái mình nói thôi tao hết nói nổi mày, mày lì quá tao bỏ mày luôn vậy á. Cái chồng con cũng nó hết nói nổi con, cái từ từ cái người thứ năm á là con không dám dắt về nhà là vì người đó liệt. Tại vì chồng con ấy nuôi bệnh, nuôi người già là già bệnh, già chết, già liệt, già sanh tật. Mà giờ mà đem ông liệt về nhà thì nó không biết, nó quá cái sức của anh. Chắc là không bao giờ nào anh chịu đâu. Mà nó hư bột, hư đường mấy người ở cũ nữa mình nữa. Anh la nó sẽ tổn thương. Con suy nghĩ giờ cũng biết làm sao mà để giúp cái ông cụ liệt này. Con suy nghĩ từ từ cái con xin chồng con á, bên đây có đất trống, anh định cắt cái chậu lá gì đó. Ở đây cây là người thành phố mua đất đây nè thầy. Cây đồ người ta đâu có xài, con xin người ta để cắt cái chậu lá. Cái con đưa bốn cụ bên nhà qua, cái anh mừng rồi, anh phái anh. Thì đưa các cụ ở điên thì anh cũng mừng nữa. Mà con á, thì con đâu có nói cái vụ mà ông liệt đó. Cái con mới cắt, con xin anh thì anh chịu, con nói cho ông ngoại ở riêng vậy đó thì anh chịu. Cái con nhờ đồng đạo con cắt có 2 ngày là được một căn nhà lá, mà con nói thôi làm dài dài chút để ngăn ra làm hai bên, bốn người dọn bên đó để cô chăm sóc với ngoại thì sát bên vậy đó. Đó thì làm 2 ngày được, cái xong cái con đi dưới công liệt đó về. Cái anh nói hẹn chi đâu phải tự nhiên mà xin như vậy. Cái từ từ cái có ông mù ngoài đình, từ từ cái có người ngoài đường, từ từ con, tại vì không ở chung nhà thì con nuôi anh không có la nữa. Thì cái lúc đó là nhiều người, mười mấy người, 20 người, mà mỗi lần lên thăm con á, thì con vô con làm thay tả hay là con làm cho nó xong xuôi vậy. Con đi 5-7 tiếng đồng hồ cả ngày con về thì nhờ em con nó trông giùm thôi đó. Cái anh chờ con lâu quá, cái anh vô anh làm phụ. Anh cũng như làm nhanh đặng đi lên thăm con mình vậy đó. Anh vô làm phụ, cái anh đồng tình người nào anh không hay. Biết rồi, cây dính luôn. Dạ. Cái lúc đó con giống như hổ kim sừng rồi. Con cứ rước, rước cứ. Bốn người thì một căn cái nói, đâm đòn tay lên, kéo ra. Cái nữa bốn người cứ kéo với cái 30 người. 30 người mà đa số là những người liệt vậy đó, là như con có duyên với những ngoại liệt vậy. Tại vì con nghĩ quý ngoại liệt là người ta cần cái sự chăm sóc, cái thứ hai nữa là cái sự sống người ta cũng ít quá. Dạ, dạ. Con cho quý ngoại ăn chay để gieo duyên với Phật pháp. Trở ngại lớn nhất của cô trong thời gian qua là cái gì ạ? Sao con không thấy trở ngại? Con không biết trở ngại thì đầu phút đầu mà mọi người chưa có biết không tới thì mấy cái cụ đó cô xây sợ con chăm là tới 50 người á là mới có người biết. Đến 50 người, cỡ 50 người là khoảng năm mấy cô? Là hơn 10 năm. Dạ, những dạ. 10 năm trước dạ, không ai biết. Dạ. Hơn 10 dạ. năm là chưa ai biết. Dạ. Đến 50 người. Dạ. Tại vì mấy cái cụ mà cô rước là toàn là không thân thích. Dạ. Chứ không phải là cái người gửi vào. Dạ. Cái người gửi vào thì họ có gia đình, thì cái gia đình của họ còn biết tới lui. Dạ. Còn cái này là mình trước ngoài đường mà. Nên mình cứ âm thầm nên không ai biết. Dạ. Dạ. Đất là của chị luôn hả? Dạ. Của gia đình luôn. Dạ. Của vợ chồng em hồi đó công đất thì có một chỉ vàng. Hoặc là mùa dạ lúa là mình mua được công đất. Hồi đó cho con nó đi học á, hồi đó là em là kinh doanh là mua bán xăng dầu để chở cho những cái sáng mà khai thác cát á ở dưới sông á, rồi có tiền là em mua đất để sản xuất nông nghiệp, trồng mía,
rồi chồng xã rồi để cho có tiền ổn định rồi con đi học nuôi cho con học tới nơi tới chốn. Chứ cái nghề kinh doanh nó cũng không có chắc ăn, tại vì cái sông nước á thầy, con buôn bán mà dưới sông á đi bằng ghe. Biết bây giờ không biết nó thì biết năm công mà không biết về ngang nhiêu dài nhiêu phải coi trong sổ biết. Dạ 5.000 mét vuông á. Dạ hồi đó là mua vậy là một chỉ vàng mà công xưa. Dạ cũng ba trước khi giải phóng không? Dạ trước khi giải phóng không không có trước thời giải phóng à? Dạ tại hồi đó ở đây là chỉ trồng mía rồi trồng cô hồi xưa là ruộng lúa không ruộng. Dạ, thưa cô tả này là một cụ xài một ngày 5 miếng. Dạ. Đây mình có 90 cụ nhưng mà có một nửa là khoảng 50 cụ là bị liệt là xài tả, còn những cụ còn lại là không cần xài tả. Dạ. Nên một tháng hôm bữa tính vị chi là một tháng là xài khoảng 30 thùng không ạ? Một tháng. Thì con biết là cứ một ngày vậy là năm. Dạ, nên nên cô cần nhiều tả. Dạ, tả là chúng còn lại không có nhiều người. Không có thiếu. Có nhiều người hỏi xin góp nhu yếu phẩm khác, ví dụ mì hay là cái gì đó thì nó là hiện tại cô chỉ cần tả là chính. Dạ, dạ. Gạo thì có sẵn. Dạ, gạo thì cùng tụi con cũng đủ ăn. Cái quan trọng nhất là tả. Bên kia cũng có một cái lớn khác nữa. Tại vì tả không thể thiếu cho quý ngoại được. Cũng như mình chăm nó đỡ cực tí. Ăn ít tí xíu được nhưng mà không thiếu tả được. Còn lúc mà khó thì tụi con phải cái tả thì con mặc là ví dụ ướt là ướt phía sau. Tại vì nó nằm bất động. Con phải cắt. Con cắt cái phía trên này xoay. Là nó không ướt. Con cắt rồi con mới lót. Khi tiểu cái con phải rút một cái ướt đó ra con bỏ. Mình tự dùng. Đây rất là cực. Có tả thì cái cực đó nó giảm cái cực hơn. Anh trai hả chị? Ở đây là anh trai. Anh trai nó dễ nấu hơn. Cũng có cái gì nó nấu hơn. Tổng tạo nó cái tả dạng lót. Dạ không. Tả lót nó tán hơn là cái tả này nó thầm. Người ta sẽ móc. Là móc. Dạ. Người ta ăn. Ăn tả. Ăn. Cái tả này nằm dạ thì bởi vậy là mình phải mỗi lần thay tả là khi nó bị hâm là mình phải xức. Ở đây là thấy là mẹ con nhà là con hay rửa nước trà xanh trà tươi với con hồng, nước trà tươi mình nấu lên rửa nó. Ở đây trong người mình không thể làm nổi như vậy. Ở đây là gà ngoại là tắm bằng cái nước vệ sinh phụ nữ là nó sẽ không có bị hâm đỡ. Là nhưng mà nó hơi bị đỏ, nó thường mặt tả là nó sẽ bị đỏ bên đây là mình sẽ xức vaseline đó, vaseline gì đó vaseline. Dạ mình sẽ xức vô cái chỗ đó thì khi thay tả là trong túi mình phải bỏ một cái hộp đó, hộp nhỏ như đó là ai đỏ là mình phải xức liền. Là 5 miếng đó. Dạ em bé càng nó cao 3 miếng em bé cũng bực hành uống thêm bút tại vì em bé bé nó cũng không ra ngoài, em bé nó cũng bị tiêu chảy vậy. Dạ, ăn ít. Còn cái ăn chay mà ăn cháo nhiều hơn mấy người này. Dạ không ăn cơm rồi. Dạ chị có bệnh mới ăn cháo thôi, tại chị không thấy đâu mà chị nhìn thấy ăn cơm là mình mà ở đây quý ngoại đua cái gì là không thắng nhưng mà đua ăn là thắng liền. Dạ, ăn khỏe lắm. Mấy người bị tai biến dạ ăn rất là khỏe. Mình thí dụ ở đây ngoại ăn đi quá mình ăn ngoại ăn mình ăn là không bao giờ ăn rất là giỏi à. Còn mấy người mà chỉ có bị bao tử rồi là không ăn được. Có cuốn sổ không? Có sổ mà ghi tên từ cũ ví dụ như bệnh gì sao uống thuốc gì có bác sĩ hay khi mình nhìn vô mình dễ biết không, tại vì mình trực tiếp chăm sóc tại vì nhiều khi không có nhớ hết được tất cả các bác sĩ. Tại vì thứ nhất á thì quý ngoại á là bị tiểu đường, thứ hai là bị tai biến và huyết áp cao, và hai cái đó là cái chính tim mạch đó, thì cái đa số là những cái dạng bệnh vậy thôi. Giờ còn thí dụ như cái thuốc uống thì nó giống nhau giống nhau. Dạ mới đầu thí dụ con nghĩ là nên mình cho
uống giống nhau hết. Tại vì con đâu có biết người ta bệnh gì. Ví dụ vô đây thứ nhất là con xét nghiệm tiểu đường, là bị tiểu đường đó thì dạ. Biết hết là ghi trên cái tường đó, anh ghi trên cái tường đó người này tiểu đường, là để ví dụ người ta không phát sữa có đường, người ta phát có người phát sữa để người ta biết phát sữa không đường. Ví dụ như là ớt củ thì nó cũng hay có ớt bạc á, ví dụ như là một ngày ví dụ bây giờ con bưng một mâm thuốc, một cái rổ thuốc vậy đó là nó đủ thứ thuốc. Cái bình thường là uống một viên huyết áp, cái đó là bình thường ngày nào cũng uống huyết áp hết. Rồi hãy người ta nói ở bữa nay tôi cảm thì mình cho thêm viên thuốc cảm, hay bữa nay tôi ho vậy đó. Hay ví dụ cái bệnh giặt thì người ta sẽ khai mình, còn có con biết gì? Dạ, thì ho thì người ta cũng biết nói ho, còn có nhiều ngoại tràng ơi con ơi, mình phải theo dõi nữa. Bệnh tiêu chảy mà cứ nói là tôi ỉa không ra, là bệnh ỉa không ra thì nói tiêu chảy, mình cứ cho uống máu ban đầu là cũng phải bị sự cố vậy, cuối cùng mình mới phát hiện ra, mình phải theo dõi. Trăm thì khó, trăm thì nít khó lắm, về già là càng trăm càng xuống, con nít thì càng trăm càng lên, già thì ngược lại, mà phải có tính tình khó chịu. Mình thấy lẳng á, nhiều khi ăn mấy người lẳng á nói chuyện, nhiều khi ăn rồi nó chưa ăn. Mỗi con người già mỗi tính nết khác nhau, bản thân mình tỉnh nè, mình còn khác cái lượng của chuyên nghiệp tỉnh tỉnh. Để con mời thầy chồng con ra. Dạ dạ. Buông, nói thầy ra ngoài đây một chút. Tại vì ở đây ngoại mà lẫn á, là con cũng phải lẫn giống như ngoại, con nói ngoại nghe. Người thần kinh con cũng phải thần kinh giống người đó, con nói nghe. Chứ người ta lẫn mà mình đem cái tỉnh của mình nói người ta không nghe đâu. Dạ, người yêu cô á. Chào chú. Dạ, anh ngồi đây chị ơi. Ngồi đây với thầy. Cũng như có ngoại ha, là mới ăn cơm xong là đi vô. Cô hai tôi nãy giờ là tôi chưa có ăn, tôi nhịn đói. Rồi trong nhà biết đâu biết, không biết á, cũng như người ta đâu biết. Nãy ăn rồi, mới ăn thức thì tôi mà có ăn là xe đụng tôi, trời đánh tôi thời dữ lắm. Tại người ta không biết lẫn giống ngoại. Giờ mình phải lẫn giống ngoại đấy. Dạ, vậy chưa ăn á, vậy chút rồi ăn ngoại, chút con nấu rồi con bớt cho ngoại ăn. Rồi thôi là đi về im ru à. Còn mình nói ăn rồi là thời là làm đủ thứ á. Người ta lẫn mình lẫn với, dạ, với họ. Dạ, người ta thần kinh mình thần kinh với họ. Dạ, dạ, dạ. Phải sống theo người ta mới được. Dạ. Người ta mới nghe. Còn tao lẫn mà mình nói cái tỉnh là người ta không chịu. Nói ăn rồi là người ta thời. Cô cũng sợ trời đánh cô. Đủ quá. Rồi ngoại sẽ tạo nghiệp thêm. Nói chung là nuôi 1-2 ngày thì không vấn đề, nhưng mà nuôi trong nhiều năm thì phải có cái tấm lòng Bồ Tát lớn. Và tấm lòng của cô chú phải tương ưng với nhau thì mới làm được cái điều đó. Nó trở ngại thì bình thường đó là mình nuôi ông bà ba mẹ mình còn không nuôi nổi mà. Nói chi mà mình nuôi người khác càng lớn càng khó tính, mà để được một cái cơ sở, một cái sở, một cái mái ấm như vậy thì cả một cái quá trình rất là dài, rất là lớn. Mà ở đây cô chú không phải là một cái người chuyên nghiệp, nhưng mà mình chính vì cái tâm và cái đức hạnh mình có sẵn, cái phước, cái đức mình có mà mình phát cái tâm nữa, thì có thể nói là ở đây là mình là một cái nơi rất là chỉnh chu và vệ sinh. Ở Việt Nam á, mà không phải cái đạo Công giáo mà nói về cái sự kỷ luật có tổ chức về vệ sinh thì nó hiếm. Thì cô đây là được rất là vệ sinh tốt về, nói chung là tốt về mọi mặt. Thế thì vẫn là hy vọng là cô chú vẫn có giữ cái tâm lành. Nhưng lần trước Khải Toàn chia sẻ với cô là cô nên hướng cái tâm để sau này có người nối tiếp mình. Chứ mình phát tâm thì dễ lắm. Toàn đến đây một mình thì rất là dễ. Làm thế nào để kéo mọi người đến, làm thế nào để cho trăm ngàn một triệu người biết đến nơi này. Nên mình phải có cái phương pháp, mình phải có cái con đường. Ở đây là địa chỉ, chiếc xe là phương tiện, phải có địa chỉ, phải có con đường. Cô theo
Phật giáo hòa hảo vẫn có những cái pháp môn, vẫn có những cái câu kinh để mình tu tập. Lời của cô nghe rất là chính trực, nghe rất là từ bi. Hỏi cô có trở ngại chướng ngại gì không, cô nói không có. Có nghĩa là có, nhưng mà vì cái tâm mình lớn quá nên cô vượt qua được dễ dàng. Nên đó đó là cái chính. Thì hy vọng cô chú vẫn giữ được những cái tâm sáng, lòng từ bi có rồi mình giữ cái tâm kiên định và mình tìm ra được cái con đường tiếp theo để mình tìm được cái người nối tiếp để duy trì. Đó, đó là cái tiếp theo. Ở đây là cái phòng khám bệnh nè. Vì có nhiều ngoại bất thường. Dạ. Còn con nó siêu âm. Anh là chạy từ Biên Hòa về đây khám ở chung. À chung, dạ. Là anh công tác ở gần đây. Dạ, ở bệnh viện huyện. Đầu chú phản đối, chắc chú thương cô, chú theo cô luôn. Dạ. Tại vì đó giờ mình không có làm những cái việc này, không biết mình làm có được hay lại không vậy đó. Dạ. Sợ không làm tròn à. Nói chung nó cũng chú không chịu, mà tự nhiên mình con mà con đi nuôi người dưng mà chú bao giờ mà chú chịu. Trước nhất là cũng hên lắm. Chú có người cậu ruột của chú là bị khùng. Cô mới đem cái ông cậu đó mới xin anh, mới nói là thay vì má phải nuôi ông cậu khùng đó mà giờ ông bà ngoại mất rồi, là má là chị hai má phải nuôi ngoại, nhưng mà giờ má già không nuôi, anh cho phép em đem cậu về nuôi để cho má, có mất đi má sẽ tròn cái bổn phận của người chị đối với em. Thì anh đồng ý liền, tại nuôi cậu của anh mà. Mà cậu cùng tuổi với cô. Dạ. Mà cậu chỉ là ăn cơm là con phải bưng như là ông vui vậy đó. Ăn xong là cậu sẽ bỏ ngay đó, là con đem về. Mà con không được nói nặng. Nói nặng là cậu sẽ giận. Nói chung là phục vụ cậu rất là khó vậy đó. Mà cô xin anh là đem về. Tại người dì Út nuôi. Dạ. Mà cô nghĩ là dì Út nuôi thì khi mà mẹ mất là chị, là mẹ không tròn bổn phận đối với cậu. Quyền huynh phải thế phụ, là cha mẹ mất làm chị là người chị cả, người em Út mới đúng. Cái anh chịu mới đem về, đem về mà cậu ăn rồi là nói chung cậu lại chiên đi cầu là đi trong quần không, cậu không bao giờ đi vô trong cái nhà vệ sinh, cậu đi hên lắm là cậu đi vô nhà vệ sinh chứ thường xuyên là đi trong quần. Thì anh thì lại anh gớm mấy cái đó dữ lắm. Thì cô cứ nói là anh cứ coi cái ông cậu này là một vị Bồ Tát đi, hay là một ông Phật đi. Ví dụ ông Phật hay một vị Bồ Tát mà có đi trong quần mình cũng sẵn sàng mình chăn, chứ đâu có khi nào mình phiền đâu. Cái mỗi lần mà cậu đi trong quần cái anh chạy ra, em ơi em ông Phật em bị vía chẳng rồi. Là cả anh cả con kéo nhau mà đi chạy hết, ông Phật em bị vía rồi chẳng á. Là vô là cậu của ảnh không phải cậu của cô đâu. Tại vì cô tình nguyện là cậu cứ anh cứ phải đi trong quần là kêu cô à. Rồi từ từ vậy là mình mới nuôi được người dân. Trước nhất là hên là có ông cậu bị khùng. Nếu mà không có ông cậu đó chắc cũng khó. Để mình đem cái ông cậu của ảnh về nhà trước nhất. Rồi từ từ cái mấy tá cái bà cụ mà ở ngồi bị xong á, hồi nãy là cô kể đó, là người đó là người thứ hai đó, và cái đó là người dân nói là người đầu, chứ thật ra trước là phải nuôi ông cậu anh trước. Anh kêu là ông Phật của em, của em kia rồi. Dạ xin phép không làm phiền cô chú và dạ. Bà nghỉ ngơi nữa. Dạ. Dạ. Cái dạ. Con dạ. Cảm ơn thầy dạ. Nhiều. Dạ. Dạ cảm ơn các thầy. Dạ. Cả nhà sức khỏe. Dạ.